Xin chào mọi người, tiếp tục giới thiệu đến mọi người Panasonic CFS8B767 là mã mình đặt cho máy. Con này nó rất là đặc biệt luôn. Có DVD và cái bản SV8 này nó có bỏ SIM 4G nha mọi người. Để cho dùng cho ai mà đi công tác hay mang vác đi lại, mình không có muốn phụ thuộc vào Wi-Fi thì mình sử dụng 4G cũng tiện luôn. Có cái khay nhét SIM ở phía sau pin đó, tí nữa mình sẽ quay rõ ràng mình báo giá nha. Cái vỏ ở ngoài thì nhìn cái vỏ là tương đối sạch sẽ. Nhìn kỹ chi tiết từng cái góc cạnh đây mọi người. Có trầy mòn cái phần cạnh đây nha. Mấy phần cạnh thì nó cũng có hơi mòn, dấu hiệu đã qua sử dụng. Đây, nhìn nghiêng cái chỗ này cũng có vài cái vết hơi trầy mòn mòn, rất là khó thấy. Ở chỗ này, trên này có cái vết mòn nè mọi người, mòn trầy xước. Bana thì ít bao giờ mà nó đẹp lắm mọi người. Đây nè, trầy xước. Đây, trầy xước, trầy mòn. Đây ha, mình quay rất là kỹ mọi người xem video. Còn nhìn mà nhìn hướng trực diện rồi đó, hoặc là nhìn nghiêng nghiêng rồi nhìn nó đẹp mọi người, còn dễ nhìn kỹ thì nó sẽ xấu như mình quay đó. Ngõ sạc, ngõ tai si nè, USB, HDMI, ngõ sạc, pin thì cũng trên 4 giờ, mấy dòng này pin là quá chi là thoải mái luôn, tha hồ mà sử dụng. Tất cả ngõ kết nối đầy đủ hết, có tai si sấm sét là quá ok rồi. Giờ vô bên trong nha. Màn hình là 12.1 inch Full HD. Phím thì cũng tương đối sạch sẽ, mình có tặng dán phím quốc tế, dán vào che ký tự Nhật đi. Còn ký tự quốc tế ha, cái phần cạnh này là nó hơi mòn nè mọi người, có cái dấu hơi cái màu nó hơi xuống màu một chút xíu. Rồi có tróc trầy ha, nói chung là phần cạnh là có trầy mòn, cái này là gác tay nó mòn đó mọi người. Bên này cũng tương đối sạch sẽ, này thì có bóng. Nói chung là đã qua sử dụng thì có bóng mòn mà không đáng kể. DVD ha, DVD thì thuận tiện mọi người, để DVD vô sử dụng cũng rất là tiện luôn. Bản DVD nhưng mà nó cũng có 9 lạng thôi mọi người, rất là nhẹ. Đây, rồi giờ mình giới thiệu đến cấu hình nha. Cũng là i5 Gen 8 RAM 8 SSD 256GB. Rồi có DVD nữa để mình sử dụng. Độ phân giải màn hình đó là Full HD. Máy thì pin trên 4 giờ đây mọi người, thấy là cái màn hình đó là nó có phản quang. Và chỗ này nó có hơi ốc chó, nó hơi quằn quằn, mọi người mình hay gọi là ốc chó, mình không biết người khác hoặc là mọi người gọi là cái gì. Mình thấy nó hơi quằn quằn, hơi sáng hơn bình thường, là nó hơi tối tối nhẹ, đây có phản quang nha. Đó. Nhưng mà nó cái này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới việc mình sử dụng đâu mọi người. Sử dụng bình thường, không vấn đề gì hết. Trên nền màu là bình thường hết, nền trắng hay như thế này, nền màu là rất là bình thường, chỉ ốc chó trên nền trắng thôi. Là nó phản quang không đều, cái tấm phản quang dạng như nó hơi dùng á mọi người. Kiểu mình cứ hiểu nôm na là như vậy, mình hay gọi đó là ốc chó. Đây ha. Rồi đó. Vậy thôi, còn lại là ok hết. Cái này là vẫn sử dụng bình thường, không hề ảnh hưởng gì hết, không hề hư hỏng không gì hết nha mọi người. Nó là trên nền trắng nó hơi không đều màu dạng như vậy thôi, còn lại là bình thường. Được cái là nó có SIM 4G nè, đây là nhận SIM này, nhét SIM vào là sử dụng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người chỗ bỏ SIM. Đây mọi người, mình gỡ cục pin ra ha, và ở đây là SIM thôi, nano SIM là cái SIM bình thường của mình, nó không cần phải bỏ gì hết, nhét vô, nhấn vô theo hướng của nó là bỏ vô là sử dụng thôi. Đây là cái cục pin nè, pin rất là lớn. Pin thì trên 4 giờ thoải mái, có 4G rồi luôn. B767 là mã mình đặt cho máy và mình báo giá mọi người là cái con máy này 3.6 triệu, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện 3.6 triệu nha.